Mua tỏi trên ham. Làm anh làm về cái bên từ cái năm 2013 là anh bắt đầu làm. Thì lúc đó anh làm thì chưa có cách, nhưng mà bên dự án bảo là mình làm cũng cố phải làm. Nhưng thế mình đang lo, mùa là đã làm rồi nhưng mà cũng đang lo ở bên mình đã có cách hay không, nhưng mà cũng phải làm. Cái năm 2014 là anh cũng được đi tham quan cả đoàn homestay, đã đi đi tham quan ở bên ở chỗ một là đi cái chỗ Yên Bái, Vũ Linh, đấy là ở đấy một đêm trời đấy, xong đêm thứ hai là từ bắt đầu từ bên Yên Bái lại một sang ở chỗ Hòa Bình, Mai Châu, và xem một là đi thưởng thức cái món ăn của bên người Thái ở đấy, hai là xem họ làm như thế nào. Nhưng mà thực ra thì mình quay về thì mình tự làm, mình học bên nó thì mình cũng học. Hiện tại thì bây giờ nói về phòng ở thì có hai cái phòng tập thể, còn có 7 cái phòng riêng. Cách đi yêu cầu mà đi những cái cách mà đi đôi yêu cầu có phòng riêng ấy, thì anh sẽ có. Thì cách những cái đoàn nào mà nhu cầu là phải đặt từ trước, mà đặt đấy là đặt khách công ty nó mới đặt, chứ còn khách đi phượt thì nó không biết đặt, mà thậm chí nó không biết là ở đây có. Nhà ai cũng giống nhà ai nhỉ? Muốn tốt hơn thì mình phải giữ gìn cái bản sắc, giữ gìn cái cảnh quan. Đấy, không được mặc dù mình mà có khả năng làm những cái cảnh quan đẹp thì mình không được phá vỡ với cái cảnh quan của bản sắc. Ở đấy phải giữ gìn. Nhất là cái phòng ở, kể cả mình làm cái phòng riêng mà mình phải chỉnh tường. Đấy, nhất là cái tường á, không được bỏ đi, không được xây. Ở đây là xây một cái là hỏng ngay, đặc biệt là cái cách mà vào nhìn thấy nhà xây phát là cách rút lui, bởi vì nó bảo là muốn tưởng tượng về cái nhà dân của dân tộc Giao và như thế nào. Bây giờ so với trước đấy còn làm nông nghiệp đấy thì bây giờ thì nói về bây giờ thì làm rất nhẹ, mà không phơi nắng mà không phơi mưa, được về ở nhà làm thì công việc thì rất là đều.
cắt xong. Cắt xong này, cắt nhầm xong thôi.